Don't stop. Audio Jungle. Hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi định dạng ổ đĩa để chúng ta cài Win chuẩn WebI. Ha, việc đầu tiên á, để chuyển đổi định dạng ổ đĩa thì chúng ta vô mini window ha. Rồi, khởi động máy tính đi, cho nó vô mini window. Rồi chúng ta gắn USB boot vô. Chúng ta bấm nhanh phím tắt boot menu của cái BIOS. Hoặc là chúng ta vô BIOS chúng ta thiết lập cho USB boot đầu tiên ha. Ở đây mình bấm boot menu ha, F9. HP mà, F9. Rồi, chúng ta chọn boot Yumini á thì chúng ta có thể chọn UEFI cũng được mà là Razi cũng được. Nè, chọn boot mini thì vô chuẩn nào cũng được, không quan trọng. Miễn là chúng ta vô được cái mini window thôi. Rồi vô mini. Chúng ta khởi động chương trình mini ha, mini window. Sau khi chúng ta vào được mini window, chúng ta sẽ khởi động phần mềm chiêu đĩa, đó là Partition Wizard. Khởi động lên. Rồi, trong đây nè, ổ đĩa nè, đây ổ đĩa này đã được định dạng chuyển qua GBT thì chúng ta sẽ cài được chuẩn UEFI. Lỡ như những ổ đĩa mà chưa phải là chuẩn GBT á, thì chúng ta sẽ không cài được UEFI ha. Rồi, để chuyển đổi qua lại các định dạng thì chúng ta chụp phải vô cái chữ GBT đó. Rồi chúng ta có chữ convert GBT sang MBR nè. Đó. Mà muốn convert này thì chúng ta phải delete mấy ổ đĩa đi ha. Rồi, tốt nhất chúng ta delete nè. Chuyển lại MBR nè thì chúng ta delete những ổ nhỏ của cái GBT đi. Rồi, chia chuyển qua MBR lại, chụp phải nè, chúng ta chuyển MBR là chuẩn thường nè. Rồi, đây là chuyển thường hàng ngày, đúng không? Rồi ổ cài Win chúng ta chia ra bình thường. Còn bây giờ chúng ta chuyển qua GBT á, thì chúng ta dọn những cái ổ trước, cái ổ data, nghĩa là ổ dữ liệu cài Win á, thì chúng ta để trống đi ha. Chúng ta không cần phải chia ra, chúng ta không cần chia OC, chúng ta xét đi hết á, chúng ta để nguyên. Rồi chúng ta chụp phải vô chữ MBR nè, chúng ta convert nó qua GBT. Rồi sau đó chúng ta apply thôi. Các bạn lưu ý là khi chúng ta chuyển đổi định dạng ổ cứng từ MBR sang GBT thì ổ cài Win chúng ta không cần phải chia ra và chúng ta cũng không cần phải xác tay luôn, thì như thế là chúng ta đã chuyển đổi định dạng ổ đĩa được rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta gắn cái USB boot có hỗ trợ UEFI vô để chúng ta tiến hành chúng ta cài Win chuẩn UEFI. Nè, gắn USB vô. Rút USB boot ra được rồi. Có
một cái cô bị đỏ một cái đẹp đó. Lúc gì mười màu đỏ ra để lát năm phút hai cái. Rồi sau khi chúng ta gắn USB cài Win có hỗ trợ chuẩn USB, chúng ta khởi động máy tính lại. Rồi chúng ta vẫn bấm F9 để chọn boot menu ha. Rồi lúc này là bắt buộc chúng ta phải chọn cái USB có cái chuẩn UEFI này, nó đâu thấy đâu, không có UEFI, không có UEFI, đổi USB boot khác. Rồi chúng ta đổi USB khác ha, có tích hợp UEFI. Làm sao mình biết có tích hợp UEFI? Thì khi chúng ta khởi động bấm phím boot menu nè, thì nó hiển thị chữ UEFI nè, và trong đây nó có cái USB nè, thì cái USB chúng ta hỗ trợ chuẩn UEFI ha. Rồi enter. Thì cách để chúng ta tạo ra cái USB boot UEFI á là mình có hướng dẫn cái video hướng dẫn làm USB boot đa năng á, vừa boot được MBR vừa boot được UEFI. Rồi ở đây nè, đối với boot UEFI á thì chúng ta bắt buộc và chúng ta chỉ cài được Win 64 bit thôi. Thì đó chúng ta sẽ chọn xuống. Ở đây là cái USB đó cài Win 10 64 nên chúng ta sẽ chọn cái menu là setup Win 10 64. Rồi bắt đầu lúc này chúng ta sẽ tiến hành cài Win chuẩn UEFI. Cái USB boot á thì gọi là UEFI, còn cái định dạng ổ đĩa thì chúng ta bắt buộc phải chuyển qua GBT. Các bạn lưu ý hai chỗ đó. Khi chúng ta chuyển đổi định dạng từ MBR sang GBT thì bắt buộc chúng ta phải boot vào USB có chữ UEFI thì chúng ta mới cài Win được trên cái ổ cứng định dạng GBT nha. Các bạn chọn sai chuẩn thì lúc vào phần ổ đĩa chúng ta không nét được. Các bạn lưu ý chỗ đó. Thường hay nhầm chỗ đó, thường hay lộn qua lại. Rồi men từ H81 trở về sau là đa số đều hỗ trợ boot UEFI hết. Boot UEFI thì sao, nó sẽ tăng tốc hệ thống máy tính của chúng ta. Khỏi quá trình khởi động nó sẽ lên rất là nhanh. Còn MBR thì nó không tăng tốc quá trình khởi động được ha. Rồi tiến trình cài đặt của Win UEFI nó sẽ khác so với chuẩn MBR một tí xíu thôi. Bước này thì giống nè, chúng ta để mặc định chúng ta nét. Và tới đây chúng ta chọn Intune nào. Rồi tới đây chúng ta nó ha. Rồi chọn bản 10 Pro giống như chúng ta cài chuẩn MBR thôi. Rồi hãy kép. Rồi nè. Rồi tới đây nè, quan trọng là chúng ta luôn luôn chọn custom đúng không. Rồi bước chỗ này nè, bên kia bên MBR là chúng ta đã chia sẵn ổ C và chúng ta set IP rồi đúng không. Ở đây chúng ta chỉ cần format ổ cài Win thôi. Còn đối với chuẩn UEFI thì chúng ta new chỗ này, apply, ok. Thì tự động cái cơ chế cài Win UEFI á, tự động tạo ra những phân vùng nhỏ nè. Có những phân vùng nào 95M là 100M đó, và phân vùng 16M và phân vùng 59GB để cài Win. Hai phân vùng nhỏ trên là hai phân vùng để hỗ trợ chuẩn UEFI. Chúng ta không delete, chúng ta không cài Win vô đó, mà chúng ta sẽ cài Win vô cái phân vùng bự tiếp theo, đó là 59GB đó. Rồi lúc này chúng ta nét. Đó, nó khác biệt lớn giữa cài Win MBR và UEFI chỗ đó thôi. Còn lại quá trình cài Win còn lại giống y khuôn bên MBR. Rồi chúng ta đợi chút xíu nữa chúng ta sẽ có cái Win 10 chuẩn UEFI nha. Rồi chúc các bạn thành công, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh cũng như cho mình một like và subscribe nha các bạn. Chào các bạn.